Chào các bác, chúc các bác cuối tuần vui vẻ nhá. Em hôm nay có tí chia sẻ các bác như này, tức là em đang có hai cái cảnh báo như này, tức là nhất là cạn ngân sách, một số cây thì đang muốn giao lưu mà không giao lưu được, cái đấy thì không nói. Cái cảnh báo lớn nhất đó là sau 30 tháng 4 là vợ con về đây, bây giờ đang quê ngoại nhá, vợ con về đây thì mọi việc cây cối video là có khi là sẽ bị hạn chế. Đơn giản một chỗ, đơn giản cái là bây giờ mình ông phải chỉ trông con hoặc là làm đơn giản là phụ giúp nó đấy. Thì làm được cái gì, đi làm về nhá, người công ty xong rồi lại cây cối nữa thì không mà vợ con nhờ được cái gì, các bác ạ. Cho nên là em sẽ cố gắng vẫn quay đều đều và vẫn làm cây, nhưng mà có khi bị hạn chế đấy. Cái điều nữa là mục tiêu, thế cho nên là trước 34 là những cái đống nào mà còn dở dang là phải làm xong hết đi, lúc ấy là nó bù đầu lên là không có suy nghĩ được cái gì cả đấy. Thì bây giờ chiến lược nó còn dài hơi ấy, nhưng mà giai đoạn 1 là nó tạm tạm, những cái cây lởm chởm này là cũng tạm tạm bẻ được tán rồi, còn một số cây nữa là từ giờ 34 là cố gắng xong hết. Không có đi đào cây nào quay chợ chết thì đi quay đi chứ không phải là vợ em nó cấm đoán gì đâu, mà nó là bây giờ hoàn cảnh nó như vậy đấy. Thì hôm nay sơ sơ một lượt với các bác một số cái cây mà một thời gian qua em cắt hoặc là đã làm, thì bây giờ chỉ một thời gian ngắn thôi, một vài tháng thôi, nó đã xanh rồi nhỉ. Đấy, để cái cuối tuần nó có tí động lực, sức sống các bác. Đấy, tiên là cái ổi đi, trước màn hình luôn. Cái ổi thì em cắt thì các bác chắc cũng xem rồi, nhưng mà giờ hoa chi chít này. Hoa chi chít phê lắm. Đấy, hoa ấy. Hoa khắp mọi nơi. Nên cứ thả này thôi, chơi hoa, chơi quả đã. Cán thì tính sao? Đấy. Điều gì cũng có quả ăn rồi đã. Đấy. Rồi. Sướng nhất là như này nào. Đấy, chín rồi này. Chín, có rồi, nét thì nét. Sướng. Trồng ổi này mới sướng. Dùng dòng bonsai không có quả là khó, không phải không có quả mà rất khó các bác nhé. Ví dụ như này, ra một tí mà tay tán lại phải bẻ nó đi, cắt nó đi, làm sao nó ra quả được. Có cái hoa là bị cắt mất rồi. Đây các bác, sướng. Đấy. Sướng, nhìn hoa nó phun ra dã man này, ai nỡ cắt vội nhỉ các bác. Đấy, hoa chí chít tùm này, sâu gió thì thôi rồi. Đấy, ông xưa này cũng mầm rồi đây, mầm rồi đây. Một số cây mà thời gian ngắn hơn đây em làm thôi, nhưng xa xôi quá thì không nói. Đây, đang muốn đẩy ông này đi này, toàn điền xịn này. Để ông này đi, nó chả đây thì thôi, lại để chơi thôi, quan trọng gì đâu. Nữa là nó sẽ sạch tí, sạch sẽ rồi này. Dưới này thì còn lôi thôi lắm, sạch sẽ đi để chụp ảnh để giao lưu, mà chả giao lưu thì thôi. Đây, còn một ông sung nữa ở đây. Ông sung này rất ngon đấy, nhưng mà đang chờ để làm trước 34 đây. Con sung rồi, bệ đây. Đấy, đang chờ để trước 34 phải xong đấy, tiến độ đấy. Con đào này thì vừa mới cắt đi mà tùm quá. Đây này, có một số các bác hỏi mà em là gốc sung mà đào có sống không, nó nơi đây này. Nó bị cây đào nó lên này này, nó mới xác sơ này thôi, chứ nó chết được sao được. Cắm cảnh sống của bác. Em được cái trồng cây làm cây cối nó ẩu lắm, nhưng mà nó lại cứ sống mới khổ. Đùa các bác tí đi. Các bác đừng cười chê, em không phải là nghệ nhân hay là chuyên gia gì đâu, mà quan trọng là chia sẻ với bác một cái tinh thần và một cái
cái hướng đi mà nó không có cái gì nó phức tạp, nó cầu kỳ. Đấy, còn đẳng cấp thì nó ở tầm khác. Sau này có điều kiện, có thời gian thì mình sẽ chơi như thế. Bây giờ trẻ này hơi khó đấy, nếu mà không kinh doanh bằng cái món này. Đấy, cái quất mua số bác cứ chửi em này. Nhưng mà bây giờ đây này, không phải là bừa đâu. À đây, một cây gốc này, gốc trồng chơi chơi đi. Tất nhiên là những cây này em trồng chỉ là giải trí thôi các bác, đem lại một tinh thần giải trí cuối tuần thôi. Nhưng mà đấy, bây giờ nó phun rồi. Hôm trước em phải cắt cái cành này đi, bởi vì là nó ùm lên cái cây lộc vừng này, ùm lên cái cây lộc vừng này. Đấy, đây còn cái cây lạ đào vừa ruộng thôi, bây giờ nó cứ như là rừng ấy, rừng như là rừng ấy. À, búp đỏ thì vẫn rất là kết, đang phun lộc, đang phun lộc. Nên roi rồi chiêm rồi mới làm. Đây, cái ổi giáng lão này, tí nữa sẽ làm ổi giáng lão này, nhưng mà sẽ cố gắng không vào một dây cái cây này để tự nhiên nó lại là hán. Là hán này thì mới quay. Đây, còn ông Du này này, ông Du này vừa mới cắt đây, vừa mới cắt được mấy hôm thôi, nhìn thấy chưa, sướng không bác, rất quê đó. Không mát tay làm sao có như này, chả thuốc thang, chả có cái gì. Nhiều các bác cứ hỏi cách trồng cái chiếc em, chả cách trồng như cậy trồng như nào, em quay luôn như thế các bác xem biết rồi. Đây, ông làm điểm rất bự này đây, đường kính chậu 1 mét nhá, 1 mét nhá. Cô bác vừa video cô hỏi cái này, em đang giao lưu rẻ nhưng mà to quá, làm điền ấy. Em do muốn giao lưu cây này đi, lấy tiền vào một cái mấy cái cây mới là thích, nó nhỏ hơn tí. Đấy, bạn nào thích thì alo 0919391266 nhé. Này, cái em tùng này, tùng cối xanh mướt này, sẽ bất ngờ, triệu bạc chứ mấy, đẹp. Thôi nha. Đấy, chứ không phải là vì quay video để kêu gọi các bác mua đâu, mà em giao lưu để kiếm được đồng nào thì mua cây mới đồng đấy thôi, chả được thì thôi ở đây chơi các bạn. Nãy như mấy cái cây em đăng có giao lưu hợp đồng, mình chắc hơi vô duyên với bán hàng. Đấy, ổi này phun như thế là với kích thích mà có cái gì đâu. Rồi các bác nhá, sơ sơ một lượt thế, bây giờ là làm ông ngồi giáng lão các bác nhá. Đấy, tiếp tục cái câu chuyện mà cái kế hoạch trước 30/4 ấy, vợ con về ấy, thì trong đó là cũng có mấy cái sim này. Với lại nhiều bác cũng hỏi sim em lắm, là thứ nhất là giao lưu, thứ hai là giống bây giờ những cái sim như nào rồi. Thì đây hai cái cây mẫu đây các bác, chứ những cây kia thì nó cũng kém hơn mà em trồng dưới đất ấy, gà rước nó nhảy, nó có hoa nhưng mà nó không được rực rỡ. Đấy, thì bây giờ quay hai cây này, quay hai cây này. Các bạn nhìn nhé, chỉ ít lâu nữa thôi là quả chi chít luôn. Lại có xi măng này, mùa hè đến rồi các bạn. Hoa này, hoa này nó nở ba cái rồi này, nó nở mấy hôm rồi. Đây cái nụ đây, nắng dại nắng quá cho nên là nó bạc màu nhanh. Đấy thì cây này thì các bạn nhìn cái bệ tốt um. Điều kiện nắng sơn tây mây ba vì, các bác nghe câu này chưa bao giờ chưa? Đấy thì nó cũng gần sơn tây gần ba vì thôi, thì nó là một cái mảng trời đấy. Đấy các bạn, nắng sơn tây mây ba vì thì cũng để chia sẻ luôn những cái cây mà các bác thắc mắc là còn sống hay chết rồi, với em làm nó cũng khá ẩu các bác. Nhiều khi cứ hỏi là cái kỹ thuật gì không, nếu em làm nào thì em quay như vậy thôi, cũng chả dám nhận làm thầy làm thợ đâu. Nhưng mà đấy thì tóm lại một cái vấn đề mà cái ý mà em muốn truyền đạt đó là cái tinh thần chơi cây của anh em một cách nào đơn giản nhất, là không cứ gì cũng phải đi cây đắt tiền mình mới có thể chơi được. Cho nên em ít khi đi quay những cái triển lãm hay là những cái cây mà tiền tỷ, rất ít khi. Đấy thì là những bác khác quay, mình quay là những cái cây từ những lúc phôi mình đào về cho đến lúc mình tạo dáng. Đấy, và sau này thì tiếp tục những video tiếp theo các bạn. Đây là một cây thứ nhất, hoa rất là ghê gớm đây,
bác nha. Sim nha. Đang mùa hoa nha các bác nha. Mấy cây ở trên em trồng ở trên kia thì nó nhiều hoa, nó hoa nó tím, nó không dại nắng như cái cây này. Đây nó tím như này. Hoa mới này các bác. Đây, các bác nhìn một cái bông hoa mới này, tím ngắt. Còn hoa cũ thì nó bạc màu rồi, nụ thì chi chít được. Đấy là cây thứ nhất nha. Cây thứ nhất. Rất nhiều quả, rất nhiều hoa. Nó rụng cái cánh này đi là còn cái quả này thôi. Đấy, cũng cái quả này thôi. Còn cây thứ hai, cây này bệ thì khủng hơn nhiều. Và khỏe hơn nhưng mà lại mới đang ra hoa sau cái kia một tí. Này, bệ này. Rất ghê gớm. Đấy, cây này bệ rất kinh. Mà những cái mầm của nó rất là to. Các bạn nhé. Hai cái mẫu đấy, quay hai cái mẫu thôi, những cây kia nó hơi lem nhem. Các bạn, đấy. Đây có một bông này nở tím ngắt. Cái này nó để trong bóng râm, nó tím. Nó lâu phai màu hơn. Và cái mầm của nó bác, nó khỏe hơn cái cây kia. Bởi cây này gốc nó to hơn, ra những cái mầm nó to hơn. Đấy. Nó sẽ ra tua tủa thôi nhưng mà nó chậm hơn cây kia. Bởi vì những cái lộc của nó còn non. Các bạn. Xin thứ hai nhé. Gốc bệ. Đấy. Ok. Chắc là thế thôi các bạn. Còn mẫu đơn thì các bác nào thích thì đến em cho đào cả vườn những cái gốc nó bằng ngón tay này. Rất là nhiều, mọc hoang dại. Ví dụ cái quả nhưng mà nó mọc. Nhưng mà đơn bụi các bác, nó không có giá trị nhiều. Tất nhiên cũng có giá trị nhưng mà nói chung là nó không đáng kể. Các bác về làm vẫn rất ok. Bên em kỷ niệm nha các bác nha. Một lần nữa chúc các bác cuối tuần vui vẻ nha. Dành nhiều thời gian cho gia đình một chút các bác nha.